thì anh vẫn chưa hiểu nhiều lắm thì giúp anh nhé. Vâng, ok anh. Thì anh ơi, em đặt cái điện thoại chú tí nên là nó sẽ hướng lên màn hơi tí nhá. Em bảo chút là cái mác máy này, những cái thông số của mác máy anh biết chưa? Anh nắm được chưa? Đấy, thông số mang máy là hôm qua anh chụp hay mà anh ghi, anh nhìn lại anh ghi ra anh gửi cho em ấy. Anh đã xem cái video mà em chia sẻ chưa? Video mà về tính toán ấy. À, cái video tính toán của UI Canva này á. Dạ. Anh có xem rồi. Anh ấy không? Anh tính thử đi xem nó có ra cái con số này không? Anh tính một cái thì một cái nghĩa ra 26,2A, còn cái kia mà để dòng ra 3.000 thì nó hơi khó, thì anh chưa chưa biết cái đoạn này. Thế à? Thế thì anh nhìn vào cái bảng cái bài viết của anh nhá, xong em giải thích luôn cho anh nhé. Đây là bài viết anh viết ra đây rồi. Vâng. Thì cái công suất này này, cái công suất của con máy của anh nó đang là 1000 kVA đúng không? Đúng rồi. Đấy, công suất của anh là 1000 kVA thì bây giờ cái chỗ phần mình có cái công thức đó là P sẽ bằng căn 3 lần UI đúng không? Đúng rồi. UI P thì bằng thì hôm trước em viết cho anh cái công thức ở cái chỗ phần mà UI ấy, thì em có ghi là UP và IP và US và IS đúng không? đúng rồi, USIS, Đấy. UPUP này. Thì thực ra em viết UP, US đấy thực ra nó là cái primary và secondary. Thì cái mình có cái công thức đó là P bằng căn 3 lần UP IP và bằng căn 3 lần US IS đúng không? USIS đúng rồi, nhân Đấy. IS. Thì cái UP ấy, trong cái mác máy của anh bây giờ thì em sẽ nói luôn cái trong cái mác máy của anh ấy. Trong cái mác máy này của anh thì cái P ấy, à cái S ấy nó chính là cái 1000 kVA đấy. Đúng rồi, S là 1000 kVA, Rồi. là công công suất máy đấy. Vâng. Cái US ấy, à UP ấy, UP của UP của anh ấy nó là chính là 22 kV. 22 kV Vâng. rồi. Thế còn cái IP ấy thì IP là anh từ cái công 26. thức là S nó bằng căn 3 lần UP IP thì anh rút ra IP cho em thì nó IP nó sẽ bằng S chia cho căn 3 lần UP đúng không? S chia cho căn 3 lần UP. UP rồi. Đấy. Thì có phải là anh tính ra IP sẽ bằng S chia cho căn 3 lần UP và nó sẽ ra cái 26,2 đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì tương tự như thế thì bây giờ mình sẽ có phần hạ thế. Phần hạ À, thế thế thì cái US ấy nó chính là bằng 3 kV. Cái US bằng 3 kV. US bằng 3 kV. Vâng. Xong anh từ công thức là S à IS bằng bằng S chia cho căn 3 lần US. Đúng rồi. Thì anh sẽ ra được cái IS nó sẽ rơi vào khoảng 100 192,40 mươi mấy đấy. Anh thử tính em có đúng không? Anh À, cái bấm máy IS thì tính chắc là luôn đi. cao. Anh bấm máy tính luôn đi xem là xem có đúng không? IS này rồi. Vâng, IS thì bằng S chia cho căn 3 lần US. căn 3 lần US, đúng Dạ. rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay công thức của đấy là 3 kV ở trên US à. Đúng rồi, chính xác. Thì anh sẽ bằng 1000. Đúng không? Đúng rồi, 1.000, Đấy. đúng rồi. Chia cho Trên căn US, 3, chia cho căn 3 căn 3, nhân với 3. US. US là 3 nhân 3. Căn 3 nhân 3. Căn 3 nhân 3. Thì anh tính ra xem công thức không có đúng không? Xem có đúng bằng 192,4 mấy không? À, rồi rồi. Đấy. Ok chưa? Đấy, anh còn hỏi gì nữa không? À, rồi rồi, thế rồi, thế anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi đúng không? Đấy. Sau các con máy khác anh tính tương tự cho em nhé. Rồi.
tương tự như thế đúng không? Rồi Dạ rồi, dạ. cảm ơn thầy nhá. Vâng Ờ. vâng, ok, sau có vấn đề gì thì anh cứ alo lại cho em hỗ trợ cho. Rồi, anh cảm Vâng ơn. vâng vâng. Em cảm ơn anh nhá. Em chào anh. Dạ. Rồi. Chúc buổi tối về nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Ok, đấy là mình vừa mới tư vấn cho một ông anh về một vài những cái thông số kỹ thuật của máy biến áp để mà kiểm tra. Thì anh em trong hội kỹ sư điện Việt Nam mà có thắc mắc hay cần trợ giúp cái vấn đề gì thì anh em cứ thể gửi tin nhắn về Zalo hội kỹ sư điện Việt Nam hoặc là gọi trực tiếp cho mình. Gọi trực tiếp cho mình thì thường thì mình sẽ trả lời nhanh hơn là phần check tin nhắn Zalo. Bởi vì tại vì cái check tin nhắn Zalo thì mình ít khi mình check lắm. Đa phần mình sẽ có đội ngũ anh em ở dưới, nó sẽ check tin nhắn và nó sẽ trả lời tin nhắn cho anh em. Còn lại nếu mà mọi người muốn gặp trực tiếp mình thì mọi người gặp cho số điện thoại 0966056954 của điện Việt Nam nha mọi người nha. Bye bye. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.